Vì sao mà Phật lại nói nhiều pháp môn đến như vậy? Bởi vì chúng sanh căn tánh không như nhau. Cái này nếu như các vị nghe không hiểu được mà nói, chúng tôi lấy một cái thí dụ. Tỷ như cái hiệu thuốc bán thuốc, bạn xem thuốc thì có đến mấy nghìn mấy vạn loại. Loại thuốc nào cũng hay, trị bệnh mà. Ta cần sử dụng loại thuốc gì thì phải xem ta bị loại bệnh gì, dùng cái loại thuốc này thì trị được căn bệnh của ta. Ta uống loại thuốc đó thì liền sẽ khỏi bệnh, thuốc vào liền hết bệnh, có lợi ích đối với ta. Loại thuốc khác thì chúng ta không thể nói là nó không tốt được, vì nó trị bệnh của người khác. Bệnh của người khác thì không giống như bệnh của ta. Vậy thì chúng ta dùng thuốc đều không như nhau. Chỉ cần trị khỏi bệnh thì không phải đều là thuốc hay cả sao? Đây là thuốc tốt cả mà. Nếu mà uống sai thuốc, uống sai loại, chúng ta đều biết có thể ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi rồi. Phật pháp thì cũng như vậy. Nếu mà học sai pháp môn thì pháp thân huệ mạng sẽ bị đoạn mất. Đó là đạo lý. Vì thế 84.000 pháp môn này bạn phải lựa chọn cho cẩn thận, nhất định không thể chọn sai. Nếu như bạn thật sự hiểu được cái đạo lý này, hiểu được cái chân tướng sự thật này, tôi tin rằng các vị sẽ hoảng sợ. Ngỡ nhờ chọn sai thì pháp thân huệ mạng của ta coi như tiêu rồi. Phật biết được vô cùng rõ ràng. Cho nên Phật trước khi nhập diệt đã có chỉ thị đối với chúng ta, chỉ thị cho chúng ta một cái đại phương hướng, đại nguyên tắc. Phật đã nói thời kỳ chánh pháp, sau khi Phật diệt độ 1.000 năm là chánh pháp. Trong thời kỳ này thì giới luật sẽ thành tựu. Chỉ cần chăm chỉ học giới, không thể được phạm giới, không thể phá giới, thì bạn có thể chứng quả. Thời kỳ tượng pháp chính là 1.000 năm lần thứ hai sau khi Phật diệt độ. Sau 1.000 năm thứ nhất cho đến 2.000 năm thời kỳ tượng pháp thì thiền định thành tựu. Thời kỳ mà Phật pháp truyền đến Trung Quốc thì đúng vào thời kỳ tượng pháp. Vì thế mà thiền ở Trung Quốc vô cùng phổ biến. Đạo lý là ở chỗ này. Thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Thời kỳ mạt pháp chính là sau khi Phật diệt độ 2.000 năm trở đi, mạt pháp đến 1.000 năm. Hiện tại cả thế giới công nhận Phật diệt độ tính đến nay là hơn 2.500 năm rồi. Vậy là đang trong thời kỳ mạt pháp. Chúng ta sinh vào mạt pháp, tùy thuận sự giáo huấn của Phật Đà, chúng ta lựa chọn pháp môn tịnh độ thì đúng rồi. Vậy thì không sai. Đại phương châm, đại nguyên tắc không sai. Pháp môn tịnh độ kinh điển không nhiều. Hiện nay chúng ta xem thấy có năm kinh một luận. Năm kinh một luận này y theo bộ nào cũng đều được. Một môn thâm nhập, bạn nói năm kinh một luận tôi đều học thì cũng được. Dù sao cũng là cùng một tông phái, đây là cùng một con đường, cùng một đường lối. Những kinh điển của các tông phái khác thì không thể nào học đến. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
nặng